Chị cưới đi ạ. Nhã vía cho em với, trời nhã vía cho em liền nha. Và rất là chọn vía, xin chia sẻ mọi người luôn, rất là chọn vía. Hai đứa là có em bé một cách rất là tự nhiên luôn. Có một cách rất là tự nhiên luôn. Trời ơi mọi người biết không, khi mà mình có cái mong muốn được làm mẹ là mình lên tìm hiểu quá trời luôn, hay Dương ha. Mình lên tìm hiểu quá trời luôn, mà mình thấy cái sự hiếm muộn bây giờ nó đang, chắc là mặt tôi có bị giật giật gì trời. Thôi để tôi đừng có bóp cái mặt tôi nữa coi. Hôm nay tôi tham lam, tôi bóp cái mặt tôi chi vậy? Cho nó bự ra tí xíu mọi người. Thôi bóp mặt độ. Tại vì biết sao không? Có bầu ở mặt nó cũng bự ra hết cả nhà. Chị em dự đoán là trai. Con trai không mọi người? Mọi người thích con trai thì con gái? Dự đoán xem là con tôi là con trai hay con gái. Trời lúc đó là mở một cái game nha mọi người. Mọi người đoán đúng là mọi người có quả bự luôn á. Kể từ lúc báo anh Dương có em bé đi à, chị có ngán không à? Có ngán. 2-3 tháng đầu chị ngán nên chị không có hoạt động một cái gì trên mạng xã hội luôn. Không hoạt động trong công việc luôn, không hoạt động trên mạng xã hội, không up một cái clip nào luôn. Chỉ có livestream bán hàng cho cửa hàng thôi, và chị toàn bộ là ở nhà, và các bạn nhân viên phải đi qua tới cái nhà của chị để họp. Và chị không làm gì hết. Đây không phải là chị không có sức để làm nha. Chị ngán là không phải ngán ói hay ngán gì. Ngán của chị đơn giản là ăn uống nó không có được thoải mái như mọi người. Với lại là nó ăn vô nó hơi bị khó chịu thôi. Lựa đúng cái món ăn mình thích thì ăn được, còn không có thích thì nó dễ bị kiểu khó chịu. Xong rồi cái bụng của mình bình thường mọi người biết là cái tướng của chị là nó sẽ rất là fit, kiểu nó fit luôn, bụng rất là nhỏ, nên khi mà có em bé bắt đầu nó đẩy cái bụng mình ra là nó rất là tức và rất là khó chịu, kiểu như là kiểu như vậy. Xong rồi mình cứ kiểu phải làm quen á, nó phải làm quen với một cái chế độ mới á cả nhà, nên là cái đợt đó nó cũng rất là mệt, nhưng nó cũng rất là kiểu nói sao ta, cần phải làm quen, nên là chị dành 2-3 tháng để làm quen với điều đó và không có hoạt động một cái gì hết, chỉ tập trung để cảm nhận cái cảm giác mình thì ra là mình bắt đầu đã được là mẹ rồi, có một cái trái tim nữa đang nằm trong người mình rồi, và hiện tại trong cơ thể mình là có cái 2 trái tim đang đập lận chứ không phải là 1 trái tim nữa, và cái cảm giác nó rất là kỳ lạ và diệu kỳ luôn ấy. Nói chung là thế là chị chuẩn bị có 2 người con. Ủa trời. Cũng có thể mọi người nha, chứ giờ là gia đình của tôi là vui vẻ lắm, cứ giỡn hết suốt ngày luôn. Em nghĩ con trai, em vì em thấy bụng chị hôm qua gọn lắm. Giống 2 bé trai nhà chị Yến Nguyễn đây. Hello chị Yến Nguyễn. Ồ chắc cũng có thể là con trai chị ạ. Em thì con trai hay con gái em đều thích hết. Con trai cũng được mà con gái cũng được, miễn sao là con mình là mình đều yêu hết. Tại vì đúng, cũng có thể là mình sinh tới 2 đứa, nên là trai trước hay gái trước đều đi ok hết nha.